Nguyễn Tuấn đủ hả? Ok, cái gửi đi, gửi vào Facebook cá nhân. 10.900. Mình chỉ nên mua cái tỷ phú đặc biệt là không phải tỷ phú này. Full này. Còn 900. 900 ta mua cái tỷ phú BP chẳng hạn. Vâng, Lukaku đã chán quá à. Hôm nay có mấy cơ hội nhưng Lukaku sút xịt bóng. Bao nhiêu thẻ nhỉ? Chúng ta sẽ có được là 500 tích lũy. À, 500 này mở cái EBS cộng 5 không nhỉ? Thôi, mua hết mẹ rồi, chết rồi. À, ok Huy. Chết rồi, bây giờ 500 tích lũy. 543. 543 có hộp nào đây? Hộp 400 và hộp... Hết rồi. À đây, EBS cộng 5 hay là lấy Icon 108. Bây giờ chủ tài khoản nào. Chủ tài khoản bạn Phan Sơn. Đến mèo ranh vượt ạ, ok. Phan Sơn đâu rồi? Chủ tài khoản lựa chọn cái nào? A few minutes later. E bé à? Vâng, EBS đúng không? Thế nên Phan Sơn bé, EBS, ok, để an toàn lấy tiền. Nó này còn 15 tỷ trở lên ăn. Ok, EBS được rồi. 40. 40 ta sẽ chơi cái ba chục ở đây là đây rồi. Đúng rồi, ăn chắc mặc bền là chơi EBS thôi. Ai kia chơi thì cho vui. Hộp số 1 chắc là hôm nay mở hết rồi thì phải. Đúng không? Số 1 mở hết rồi. 5 triệu, mục tiêu chúng ta là 100 tỷ. Roti 22 ăn tiền là cái mini game đúng không? Mặt à, Avatar. Mạnh mà không buồn nói Odoi nữa, chịu thôi em, chấp nhận. Odoi thì hết nước hết cái thôi, không nói được nữa. Gọi là cạn ngôn. Ai cần ông nào đại gia quá để chơi công nhận, tức là ông ấy thừa EBS cộng 5 quá rồi. Team mà đây có quá nhiều EBS cộng 5 nhưng mà chán muốn thử ai cần. Thắng cuốn trang chủ nha em, à trang chủ như Bảo Trì mẹ rồi. Bảo Trì thì thấy bảo rằng đến buổi trưa lúc nào không biết. Tỷ lệ ra gói 150 triệu hơi nhiều nha. Chưa thấy gói đặc biệt đâu cả. Cao nhất vẫn là 900 triệu với 2 gói. 4 gói 900 triệu vẫn hơi lo đấy. Phải có một gói nào đó gánh team ở bên dưới này nữa. Sáu gói 900 triệu. Ây, một phát 6 tỷ đấy. Phải có một co gói 6 tỷ gì đấy nó mới gánh cho bớt. 5 lít chơi gì á? 5 lít tỷ phú BP hoặc là cửa hàng tiện lợi. 100 triệu đến 10 tỷ vãi nổi. 7 gói 900 triệu. Quy chuẩn rồi. Ra EBS, ra Gulip hoặc là ra con Torres đều được. Số tay này được mà lau rút rồi. À ok. Thôi hết. Bé. Nhà em lại không được thành chú tư nữa rồi à, đúng không? Hòa Burnley. Ui 93 tỷ. Chắc chắn là trên 100 tỷ rồi. Bởi vì có EBS cộng 5 mà. 5 lít được 5 tỷ không á? Trên 7 tỷ. 5 lít đổi tất cả ra FC xong dùng FC đấy mua cái gói tỷ phú BP tầm trên 7 tỷ. Ra 5-6 tỷ thì đâu nào. Ui dồi ôi, 4 tỷ cao nhất. Thôi được, 101.
Chưa cần mở thẻ gì đã thấy ok. Mao NTG này, làm con viêm đít hoặc là con hàng tô cóng Eto là được. Cháo dẫn dưỡng nhé. Xả vi à, vi là 500. Nhiều như trên game trang chủ fanpage Facebook không theo dõi, không theo dõi tí nào á. Game gần 4 năm rồi nhưng mà họ không theo dõi trang chủ. Lũy được cái hộp số 8. Lấy IBS cộng 5 top 30. Lên hàng. Kulit. Ui, con gì trông bẩn bẩn. Tony cà rốt. Ui giời ơi. Cà rốt 123 tỷ. Thôi cũng được. 110. Giá 104 mới đâu. Cũng may được 23 tỷ. Là ngon hơn cả cái gói một icon 108 mà. Minh Tuấn xin chào nhé. Bán con này được không? Ôi bán được luôn, 24 tỷ bay ngay nhá. 24 tỷ bay đi, bán thu đi trừ thuế còn lại tầm khoảng 18 tỷ. Như vậy tầm khoảng 120 nhá. Đây này thu được tầm 120 tỷ với 5 triệu. Ok. Một ăn 24 nhá. Đây này tỷ lệ một ăn 24 rất đơn giản và nhanh chóng. Gọn gàng.